À, sau một khoảng thời gian mà tôi dành ra để phá hoại nhiều thứ một cách rất nhiệt tình, thì năm đã hết và Tết lại đến. Năm mới sẽ là năm của bọn rồng. Và khi nhắc đến rồng, thì chúng ta thường sẽ nghĩ đến những sinh vật hết sức hùng mạnh, sẵn sàng cho bạn lao xả nếu thiếu tập trung. Thế nên là bạn biết tôi sắp làm gì rồi đấy. Sau đây là danh sách những con rồng phế nhất, họ mang cho mình những câu chuyện hài hước nhất. Vì đơn giản, năm mới như thế nó sẽ vui hơn. Nào, hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên hãy cùng đến với một con rồng mà có thể sẽ rất quen thuộc. Đấy chính là rồng gió. Từ từ để tôi giải thích đã. Nếu đã chơi con Liên Minh thì ắt hẳn là bạn đã nhìn thấy bọn rồng này rồi. Chúng nó sẽ xuất hiện bên trong hang rồng gần đường dưới của game. Hay vào đầu game thì những người chơi đường trên có thể nhìn thấy bọn này bay lượn ngoài rìa map. Nói chung tổng thể khá là tốt. Việc hạ gục những con rồng này cũng sẽ cho bạn cùng đồng đội vài loại buff khá ngon. Nhưng mà đấy là loại trừ bọn rồng gió. Vì nó khá là phế. Thay vì cho những loại buff tăng sát thương, tăng khả năng chống chịu, thì tất cả những gì liên quan đến rồng gió lại là tốc độ di chuyển của một tí kháng làm chậm. Ngoài ra thì linh hồn rồng gió sẽ còn cho thêm giảm thời gian hồi chiêu. À mà chưa hết, bản đồ rồng gió sẽ còn cho thêm nhiều tốc độ di chuyển nữa nếu bạn đi vào những vùng gió như thế này. Thế nên bạn thấy đấy, trừ khi mục đích đội hình của bạn là chạy thật nhanh như Sonic, không thì con rồng này sẽ phế ngoài sức tưởng tượng của bạn. Hãy thử nghĩ xem khi team bạn đang thua và chỉ đang chờ linh hồn rồng để có thể lật kèo, thì đáng buồn đấy lại là rồng gió thay vì như con rồng có tác dụng hơn. Thế là nó chẳng thể giúp được gì cho bạn, thậm chí là đôi khi sẽ giúp cho team thua nhanh hơn. Vậy nên rồng gió chắc chắn là sẽ chẳng có ai ưa rồi. Nói thẳng ra là ghét luôn. Cùng với đó, nó cũng sẽ chiếm luôn một slot trong danh sách rồng phế nhất lần này. Tiếp theo hãy cùng đến với tựa game Elden Ring đến từ nhà From Software, trò chơi khét tiếng với bối cảnh Dark Fantasy. Tại đây nếu đi tới vùng Kaelid, người chơi sẽ bắt gặp một con rồng khá lớn với cái tên là Grayrow. Lúc này thì có thể bạn đang bị flashback PTSD về những con boss rồng trong những tựa game của From Software, vì gần như con nào con ấy đều rất khó chịu, khó xôi, cùng với khả năng hành người chơi lên xuống. Tuy vậy thì hãy thư giãn đi, vì con rồng Grayrow này trong Elden Ring lại rất là yếu. Tất cả những gì nó làm sẽ là nằm yên, bất kể bạn có đi gần nó đến mức nào. Nếu bị đe dọa thì Grayrow sẽ gầm lên để gọi năm con rồng nhỏ xung quanh. Bọn này cũng sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn, bạn có thể hạ gục chúng khá dễ dàng. Và đó là toàn bộ cái màn đánh boss này. Con rồng sẽ chết nếu bọn rồng xung quanh nó bị giết. Nó dễ đến mức độ này ý. Thậm chí là bạn còn có thể đi theo một hướng hèn hạ hơn, đó là cứ lén chém đuôi của Grayrow cho đến khi nó chết. Việc này sẽ làm cho bọn rồng xung quanh không thèm tấn công luôn, khiến cho mọi thứ đơn giản đến mức bất ngờ. Mặc dù là sẽ hơi tốn thời gian một tí. Một tí. Điều khó duy nhất là bạn phải nghĩ cách để không bị mỏi tay trong lúc hành sự, và phải tìm thứ để làm cho đỡ chán trong lúc bấm nút tấn công liên tục. Nhiều người chơi còn không thể tin được sự dễ dàng này. Họ sau đó còn tự hack não chính bản thân rằng con rồng này là một phần của một quest phụ quan trọng nào đó. Nhưng cuối cùng thì chẳng có questline bí ẩn nào cả. Tất cả chỉ là những người chơi đang tự cảm thấy tội lỗi mà thôi. Thế nên thay vào đó, hãy suy nghĩ đến những phần thưởng mà sau khi chúng ta giết được nó rồi quay lại hành động thôi. Ngoài ra thì bạn cũng có thể coi đây là một hành động giải thoát cho con rồng, vì chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đã nhận thấy là nó đã bị nhiễm Scarlet Rot khá nặng rồi. Con rồng tiếp theo sẽ đến từ một tựa game mà chắc chắn tất cả mọi người đều biết, nhưng vì lúc đấy bạn nhỏ quá nên giờ chắc các bạn quên hết rồi. Để mình gợi ý nhé. Nhiệm vụ của game là phải chọc những thanh kiếm thật cứng và thật dài vào sâu bên trong con rồng của chúng ta. Nhớ rồi đúng không? Chúng mình đang nói đến Deep Pursuit. Đây là trò chơi được làm ra trong vòng 72 giờ trong cuộc thi làm game Lord of the Dare for the HM năm 2021. Chủ đề của các thí sinh là Deep and Deeper, tức là sâu và sâu hơn nữa. Nghe nó hơi một tí, nhưng mà không sao. Nhóm làm game Cosmic Adventure Squad đã có cách. Họ làm ra Deep Pursuit. Tại đây, bạn sẽ phải vào vai một hiệp sĩ đi giải cứu con mèo của mình thoát khỏi một con rồng. Đây cũng sẽ là con rồng hơi kỳ lạ mà chúng ta nói đến. Nó có tên là Long và nó có một điểm yếu trên người. Hiệp sĩ sẽ cần phải tìm cách đưa thanh kiếm của mình vượt qua những chướng ngại vật để đâm vào điểm yếu của con rồng. Dù vậy, ở những lần thử đầu, dù chàng hiệp sĩ có đâm đúng chỗ đi chăng nữa thì cũng sẽ chỉ làm con rồng khó chịu mà thôi. Cùng với đó là những lời dè bỉu như là đã vào chưa thế, sao mà ngắn thế, và sau đó thì nó khạc lửa. Mỗi lần như vậy, người chơi sẽ được hồi sinh, thanh kiếm trên tay của hiệp sĩ cũng sẽ dài ra, chướng ngại vật cần phải vượt qua cũng trở nên khó dần lên. Cứ thế mà mỗi lần cắm được thanh kiếm vào điểm G của con rồng, nó sẽ dần trở nên thỏa mãn hơn. Tôi cũng chẳng biết là mình đang chơi cái gì, nhưng mà đến cuối cùng thì con rồng sẽ trở nên cực khoái rồi thả con mèo ra. Nó vừa hơi phế vừa làm tôi khó hiểu, vậy nên trong danh sách sẽ có cái con rồng này. Sự phế vật tiếp theo mà chúng mình muốn nhắc đến một lần nữa đến từ Liên Minh, đó chính là Aurelion Soul bản cũ. Đúng rồi đấy, cái con rồng này lúc chưa được ra mắt thì độ hype của nó thì miễn bàn luôn. Những giả thuyết, những lời dự đoán của fan Liên Minh thời kỳ đầu cứ liên tục được đưa ra với trí tưởng tượng đi xa nhất có thể. Để rồi khi mà teaser về Aurelion Soul ra mắt hé lộ cho sức mạnh của nó, độ hype đã lên đến đỉnh điểm.
Lore của nó cũng được làm rất công phu, nhằm cho mọi người biết đến là nó rất mạnh. Aurelion Soul là một con rồng thượng giới siêu to, siêu khổng lồ và có khả năng điều khiển những vì sao. Nói chung là gần như chẳng có con rồng nào ngoài kia đủ sức làm khó ác long thượng giới cả. Cơ mà, well, bạn thấy đấy, lore của nó như vậy. Nhưng trong game thì Aurelion Soul hồi đầu có hơi phế, tuy là cũng có tác dụng một tí, ít nhất cũng đủ để xuất hiện trong các giải đấu chuyên nghiệp, cho đến khi nó ăn vài cú nerf, vài sự chỉnh sửa. Người chơi sau đó cũng nhận ra là cái đống sao xoay quanh con rồng này có thể được nhìn thấy kể cả khi đã bước vào bên trong bụi, cộng thêm với đống chiêu thức bây giờ khá là yếu, gần như khiến mọi thứ trở nên vô hại. Thế nên trong một khoảng thời gian dài, Aurelion Soul đã bị quên lãng, chẳng ai muốn động đến nó cả, ngoại trừ một số lượng ít one trick. Nhận biết được điều này, Riot đã quyết định thực hiện một màn rework nhằm mang Aurelion Soul trở lại với đúng quyền năng tương đồng với lore của nó. Điều này đã có phần phát huy tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Đến giờ thì nó vẫn chưa thực sự trở lại, đơn giản là có thể nó không đủ 200 năm như là cái clip này. Ủa thì chắc là nó vẫn hơi phế. Một con rồng đáng thất vọng tiếp theo sẽ đến từ tựa game Demon Soul Remake cho hệ máy PS5 vào năm 2020, cũng sẽ đến từ nhà From Software. Nghe cái tên đó thôi thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ mọi thứ liên quan đến trò chơi này đều sẽ rất khó. Tuy vậy thì Dragon God nó lại không như vậy. Đây là một con rồng rất lớn, rất hung dữ, nhìn thì giống như là có thể giết bạn trong vòng một hit vậy. Đúng, nếu mà ăn phải lửa của nó thì khó để bất cứ ai có thể sống sót. Nhưng đấy là nếu nó đánh trúng bạn thôi. Vì trong trận chiến với con rồng này, người chơi sẽ có thể núp sau những cái trụ cột của sàn đấu, thông qua đó miễn nhiễm luôn với sát thương từ con rồng này. Sau đó thì chỉ cần kiên nhẫn, cẩn thận phá những vật cản đường bạn đến bên cái máy bắn tên được để ở hai bên sàn đấu vì một lý do nào đó. Mỗi cái máy này có thể gây sát thương cực lớn lên Dragon God, ý mình là thốn cực kỳ luôn ý. Tại sao nó lại không phá hai cái máy bắn tên này ngay từ đầu thì cũng chẳng ai biết. Chưa kể đến việc là chúng còn chỉ thẳng vào người nó cơ. Đần độn hơn nữa là sau khi bị bắn thì Dragon God bay qua để đập cái máy bắn tên thay vì đập bạn. Chấm hỏi thật sự. Để rồi sau khi bị bắn hai lần bởi hai cái máy thì nó sẽ gục xuống và bạn có thể thoải mái hành động. Thậm chí là bạn còn không chạm được vào cơ thể hay bất kỳ chỗ nào trọng yếu. Thay vào đó thì sẽ chỉ có thể đánh vào chiếc sừng trên cằm của nó. Nhưng như thế đã là quá đủ. Sau đó thì con rồng sẽ chỉ có thể đứng lên ngồi xuống trong đau đớn rồi chết. Một đỉnh cao của sự phế sau tất cả những gì mà From Software đã hé lộ ở đầu game. Cuối cùng, để khép lại video, chúng ta sẽ cần nói về tựa game Skyrim và con boss cuối của nó, Alduin. Không có gì xa lạ khi nói con rồng này là một sự thất vọng. Sau cả một cuộc hành trình dài xuyên suốt trò chơi, trải qua đủ mọi thể loại thử thách chỉ để đối mặt với nó, thì Alduin lại quá dễ để bị hạ gục. Trong khi đó thì thông qua lore, con rồng này đáng nhẽ ra là một vị thần, thế nên nó lẽ ra phải có nhiều chiêu trò hơn. Tuy vậy thì bạn chỉ cần dùng Dragon Rend để bắt nó hạ cánh, rồi chém nó liên tục cho đến khi con rồng hết máu. Ở trên mặt đất thì Alduin cũng không làm được gì quá nhiều ngoài thổi lửa và chịu chết, đôi khi là trong một hit luôn. Thế nên cái boss fight này nó có hơi thất vọng, thậm chí là còn dễ hơn những con rồng mà bạn bắt gặp phải ngoài map hoang dã của Skyrim. Một số người chơi còn phải tự lập nên giả thuyết vì sao nó lại dễ đến thế. Có thể là do nó đã suy yếu sau hành trình vượt thời gian, hoặc là do Alduin đang không làm những thứ mà nó được đề ra để làm, hay do nó không có đủ sự thờ phụng và dẫn đến sự suy yếu về mặt sức mạnh. Nhưng mà tất cả đều chỉ là giả thuyết thôi, không có bằng chứng nào cho những gì mà người chơi suy ra cả. Vậy nên sự thật vẫn chỉ là Alduin yếu hơn rất nhiều con quái khác trong Skyrim mà thôi. Eater World, Leader of Dragon, rõ ràng là nó không xứng đáng với những biệt danh đó. Thôi thì cứ coi như sức mạnh của nhân vật chính vượt xa ra khỏi giới hạn của vũ trụ vậy. Đó cũng chính là tất cả trong danh sách rồng phế lần này. Át hẳn sẽ còn nhiều những con rồng phế hơn trong thế giới game mà bọn mình đã bỏ lỡ. Vậy nên nếu còn muốn bổ sung gì thêm thì hãy comment và chia sẻ dưới phần bình luận cho mọi người biết nhé. Mình là Đanh, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.